Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, thời gian qua thì Bộ Tài chính liên tục đề xuất tăng nhiều loại thuế với những lý do quen thuộc như là phù hợp với thông lệ quốc tế, bảo vệ môi trường, người nghèo ít bị tác động, nhưng những đề xuất này lại không nhận được sự đồng tình của công luận. Mỗi lần đề xuất tăng thuế là mỗi lần dư luận dấy lên một luồng tranh cãi nảy lửa. Trong khi đó hiện nay thì bộ chi ngân sách quá lớn, tổng chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 vẫn tăng ở mức là 5%. Vậy tăng thuế có phải là giải pháp đầu tiên giúp ổn định nền tài chính nước nhà hay không? Đây sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Tài chính thuế tuần này với chủ đề Sự luật thuế phải gắn với kiểm soát chi. Việc tăng các soát thuế của Bộ Tài chính gần đây nhận được rất nhiều phản hồi không đồng thuận từ phía dư luận, đặc biệt là thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường và thuế thu nhập cá nhân, vì các soát thuế này gắn liền với các mặt hàng thiết yếu hàng ngày của người tiêu dùng và ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động. Thuế VAT được hiểu một cách đơn giản, thuế đầu vào là bao nhiêu thì doanh nghiệp sẽ tính đầu ra bấy nhiêu, mà người cuối cùng chịu sẽ chính là người tiêu dùng sản phẩm. Chính vì thế, trước đề xuất tăng thuế VAT của Bộ Tài chính sẽ làm sức mua giảm, tạo thêm gánh nặng chi tiêu hàng ngày cho người tiêu dùng, đặc biệt là người nghèo có thu nhập thấp. Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chính sách và Kinh tế, nếu tăng thuế VAT từ 10% lên 12% ở thời điểm hiện tại sẽ làm Việt Nam tăng thêm khoảng 240.000 người nghèo. Gia tăng chi phí đầu vào, dẫn đến là cái việc rất là bị hạn chế và mất cái khả năng giảm cái khả năng cạnh tranh. Và giá đầu vào tăng thì dẫn đến là giá đầu ra cũng tăng, sẽ dẫn đến là cái doanh số về cái nhu cầu tiêu dùng nó bị giảm xuống. Thì thay vì cái việc là chúng ta tăng thêm được 2% trên lượng doanh thu đó, nhưng mà có thể là cái sụt giảm về doanh số chi tiêu của thị trường thì thậm chí nó lại còn lớn hơn rất là nhiều. Theo thấy thì việc ta tăng ngân sách thì có thể tăng gây khó khăn khó dễ cho người dân. Nếu như mà để tăng ngân sách thì bất kể loại thuế nào thì cũng có thể gây khó khăn cho những người mà có thu nhập thấp. Bên cạnh đó, việc tăng giá xăng còn gián tiếp làm ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa do chi phí nhiên liệu chiếm phần lớn trong việc sản xuất, vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp. Công việc nó sẽ khó khăn hơn với cái chi tiêu của mình để mà chi vào tiền xăng dầu nhiều hơn. Vì mình công việc trực tiếp mà chạy trên đường suốt ngày mà. Đấy, đi tư báo thì chạy trên đường nhiều, xe dừng đỗ nhiều, nói chung là chi phí tốn hơn, chắc chắn là giá cả nó cũng sẽ biến động, sẽ tăng lên. Cái mức ảnh hưởng thì chắc chắn là rất nhiều. Đặc biệt, theo dự thảo về sửa đổi thuế thu nhập cá nhân của Bộ Tài chính, mặc dù đã giảm từ 7 bậc xuống 5, đồng thời giãn khoảng cách ở các bậc chịu thuế, điều chỉnh thu nhập tính thuế ở từng bậc theo số chẵn. Tuy nhiên, theo tính toán của các chuyên gia, mỗi năm chỉ số giá tiêu dùng tăng từ 3 đến 4%, nếu tính trong 5 năm sẽ có mức tăng gần 20%, trong khi đó tại dự thảo vẫn giữ nguyên mức giảm trừ gia cảnh là 9 triệu đồng từ năm 2013 là không hợp lý. Hiện tại là mức lương không thay đổi mà tăng thuế thu nhập như thế này thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái mức sinh hoạt trong gia đình, cho nên là tôi thấy nó không hợp lý cho lắm. Ngoài ra, việc tăng các sắc thuế sẽ tác động làm tăng giá cả hàng hóa, vì vậy chắc chắn sẽ tạo ra một mặt bằng giá mới. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng tới doanh nghiệp khi người dân cắt giảm chi tiêu do giá cả tăng và từ đây sẽ tác động đến ngân sách do tiền nộp thuế từ doanh nghiệp giảm. Mặt khác, giá cả hàng hóa tăng cũng sẽ tạo áp lực cho lạm phát leo thang, nhất là trong bối cảnh chính phủ đang nỗ lực kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế. Thì rõ ràng ở bất kỳ một cái doanh nghiệp nào ở trên thế giới thì thông thường thì nguyên liệu đầu ra đầu vào, nhân tiền lương nhân công, máy móc, đầu tư, tiền vay ngân hàng. Thì rõ ràng chúng ta nhìn thấy bất lợi của những doanh nghiệp của chúng ta khi tỷ lệ vay liên quan đến hoạt động đầu tư hiện nay quá lớn, thuế suất còn cao hơn so với các thuế suất trong khu vực. Thì như vậy chính chúng ta hiện nay đang hạn chế cái sự phát triển của doanh nghiệp của chúng ta. Theo các chuyên gia, mục tiêu của việc thu ngân sách là đảm bảo tốt nguồn thu, tránh thất thu thuế, đồng thời phải đảm bảo tính công bằng, phù hợp với thực tiễn của cuộc sống, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Chỉ có như vậy thì người dân mới sẵn sàng đóng thuế với tâm thế tự nguyện. Mỗi lần khi dự thảo luật thuế được đưa ra với hình thức tăng thu, hầu hết đều vấp phải sự phản đối của người dân, những người sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp về việc thay đổi thuế. Vậy tại sao người dân lại có phản ứng như vậy? Và phải làm thế nào để người dân sẵn sàng đóng thêm thuế? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. 70-80% đó là con số mà thuế chiếm tỷ trọng trong tổng thu ngân sách nhà nước theo tính toán của Bộ Tài chính. Chính vì thế có thể nói thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. Mặc dù chiếm tỷ trọng lớn như vậy, song trên thực tế hiện nay công bố thu chi về những khoản thuế thu được chưa được thống kê và công khai cho người dân. Đây là một trong những lý do khiến người dân phản đối mỗi khi tăng thuế. Người ta muốn rằng là gì?
cần phải có một sự công khai minh bạch các cái khoản thu thuế hàng năm được sử dụng như thế nào, vào những việc gì và hiệu quả ra làm sao. Cái kiểm toán thu chi ngân sách hàng năm phải được công khai để người dân biết được. Trong đó cái khoản mục thu thuế và cái khoản mục là sử dụng tiền thu thuế vào việc gì, hiệu quả ra làm sao. Bởi vì người dân có một nhu cầu rất chính đáng, người ta phải biết được những đồng thuế của họ đóng vào ngân sách nước được dùng vào những việc gì và hiệu quả ra làm sao. Chính bởi tính công khai minh bạch thấp nên mỗi lần sửa đổi luật thuế theo hình thức tăng thu cũng nhận được những phản ứng không tích cực của người dân, bởi người dân không thấy được cái lợi khi mình phải bỏ thêm một khoản để đóng thuế. Và trên thực tế, người dân có quyền tham gia theo dõi đánh giá quy trình ngân sách nhưng hiện quy chế chưa rõ ràng. Theo luật ngân sách cũ ấy, thì chúng ta mới yêu cầu công khai một số rất ít các tài liệu liên quan đến ngân sách. Đó. Cái thứ hai là cái hạn chế thứ hai là cái trách nhiệm giải trình, tức là cái khả năng mà để người dân cũng như các tổ chức xã hội họ tham gia vào cái việc mà gọi là theo dõi đánh giá cái quy trình ngân sách ấy, thì nó gọi là nó còn ở mức độ rất là ít. Đó, rất ít. Đặc biệt là chúng ta, mặc dù chúng ta có cái cơ chế để các cái tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tham gia vào, thế nhưng mà trên thực tế thì để tham gia được thì phải có chuyên môn này, phải có kinh phí này, phải có thời gian này, đúng không? Nhưng mà tất cả cái đó thì hiện nay chúng ta chưa có những cái cơ chế rõ ràng để cho việc đó. Cho đó mà ngay cả khi chúng ta trong luật chúng ta quy định như vậy, nhưng mà trên thực tế có tham gia được hay không thì là một thách thức. Đặc biệt, người dân sẽ sẵn sàng đóng thuế nếu họ thấy được những đồng tiền thuế của mình thực sự được sử dụng đúng mục đích và họ được thụ hưởng lợi ích từ việc tăng thuế. Nhưng hiện nay, nhiều người dân có cảm giác như mình đang bị tận thu. Ở hiện nay, quy mô thu chi ngân sách chưa minh bạch, lãng phí ngân sách, tham nhũng vẫn còn đang xảy ra. Mỗi lần chúng ta muốn thay đổi một loại thuế hay là thay một loại phí nào đó, vân vân, thì người dân đều phản đối, và điều nó thể hiện rằng là hiện nay người dân rất không hài lòng với cách mà chúng ta sử dụng cái nguồn lực của xã hội. Đồng thời, người dân cũng cảm thấy là cái nguồn lực ấy quá lớn, tức là hiện nay là tất cả các chỉ số đều cho thấy là cái quy mô của chính phủ, của nhà nước rất là lớn và quy mô của thu và chi đều rất lớn. Và chúng ta lại chi thì lớn hơn thu rất là nhiều, theo một kinh nghiệm như vậy. Đó là những cái vấn đề lớn mà tất cả những cái gì mà diễn ra hiện nay thì đều là thể hiện cái sự không hài lòng của người dân vì những cái cạnh đó. Khi mà người dân đã hiểu rất rõ những cái đồng thuế của mình được sử dụng một cách đúng mục đích, có hiệu quả, thì khi đó người ta sẽ rất là vui vẻ thoải mái đóng thuế. Còn nếu như người ta không biết được đồng thuế của họ đi về đâu và sử dụng vào việc gì, có hiệu quả hay không, trong khi lại rất nhiều những cái hiện tượng, những cái câu chuyện như là tham ô tham nhũng, như là cái câu chuyện là bòn rút ngân sách, như là câu chuyện là lãng phí. Theo các chuyên gia, với bối cảnh cuộc sống, nền kinh tế, môi trường pháp lý như ở Việt Nam hiện nay, bất kể một chính sách nào làm tăng nghĩa vụ tài chính của người dân đều sẽ bị phản ứng. Cho nên, cần có lộ trình đủ dài và cách thức hợp lý để kế thừa toàn bộ những sắc thuế cũ thay vì tạo ra những sắc thuế mới. Và phải làm sao người dân cảm thấy sự minh bạch hợp lý, họ sẽ tự nguyện tham gia nghĩa vụ nộp thuế, thấy được lợi ích của việc đóng thuế, giúp cho chất lượng cuộc sống tốt hơn và ngân sách nhà nước hoạt động hiệu quả mới là điều nên làm. Nếu như chỉ vì thu thuế vì ngân sách quốc gia thì tôi e rằng cái công cụ thuế nó trở nên nó rất phản cảm và bóc lột. Chúng ta sử dụng công cụ thuế làm sao để cho người phải nộp nhiều cũng như người phải nộp ít cảm thấy tự hào và cảm thấy muốn phấn đấu được nộp nhiều hơn. Đấy là cái cách mà các nước tiên tiến họ đã làm được. Những người nộp thuế nhiều là họ có quyền tự hào về việc người ta đã đóng góp. Những người nộp thuế ít, người ta mong muốn được kiếm được nhiều tiền hơn, có nhiều tài sản hơn để được nộp. Thì chúng ta chưa làm được điều này. Chúng ta nói như thế nữa là gì, trong đang cố gắng để nặng bóp từng đồng. Và tôi sợ như vậy là không đạt hiệu quả đâu. Và điều khiến dư luận chưa đồng tình với Bộ Tài chính trong những lần sửa đổi luật thuế là do Bộ chưa công khai đánh giá tác động như thế nào đến doanh nghiệp, người dân và cả nguồn thu chính. Điều này khiến cho dư luận cảm thấy không minh bạch rõ ràng và không hiểu số thuế thu được sẽ được sử dụng vào việc gì như thế nào. Trong đề xuất đánh thuế nhưng chưa phân tích được tác động đó đến doanh nghiệp thế nào, đến nguồn thu ra sao, đến tăng trưởng kinh tế như thế nào và dự kiến những nhóm nào sẽ tăng trưởng, cho nên hầu như chúng ta chưa nhìn thấy. Có thể bộ tài chính đang cũng này nhưng cũng có nói một số, nhưng mà rõ ràng là người ta chưa nhìn thấy được. Chính vì vậy mà người ta chưa yên tâm. Theo các chuyên gia, công khai minh bạch ngân sách và tham gia của công chúng trong quản lý ngân sách nhà nước gắn với trách nhiệm giải trình của cơ quan công quyền là những điều kiện tiên quyết giúp quản lý nhà nước hiệu quả, giảm lãng phí và tránh thất thoát, đảm bảo chất lượng dịch vụ công và tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển chung của quốc gia.
và chỉ khi nào người dân cảm nhận được việc nộp thuế là cho chính bản thân mình, góp phần cho bản thân mình và xã hội có được cuộc sống tốt hơn nhờ các chính sách của chính phủ, thì chắc chắn mỗi người dân sẵn sàng đóng góp một ít vì cái chung, vì chất lượng cuộc sống tốt hơn lên. Hầu hết những sửa đổi các sắc thuế của Bộ Tài chính đều tham khảo kinh nghiệm của quốc tế. Khi mà nợ công tăng cao tại các quốc gia, kể cả các nước đã phát triển, các quốc gia có xu hướng cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước theo hướng tăng cường nguồn thu từ thuế gián thu. Cụ thể, để tăng nguồn thu bù đắp cho nguồn thu giảm do giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, các nước chuyển hướng sang tăng thuế tiêu dùng, bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt hay là thuế tài sản. Và hiện các nước trên thế giới đang áp các mức thuế ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây của chúng tôi. Hiện có 174 trên 193 nước thực hiện thu thuế tài sản, thuế thu hàng năm trong quá trình sử dụng tài sản với nhiều tên gọi khác nhau. Các nước sử dụng thuế tài sản như một công cụ tài chính hữu hiệu để tăng cường quản lý việc sử dụng tài sản của tổ chức cá nhân, đồng thời có thêm nguồn lực đầu tư trở lại đất đai, điều tiết một phần thu nhập của tổ chức cá nhân có nhiều tài sản nhà đất, góp phần đảm bảo công bằng xã hội. Về thuế suất, theo kinh nghiệm quốc tế thì mức thuế suất thuế tài sản thấp nhất là 0,2%. Tuy nhiên, đa số các nước áp dụng mức thuế suất thuế tài sản cao, trong đó có một số nước trong khu vực như Indonesia là 0,5%, Philippines là 1% và 2%. Nếu như năm 1989 chỉ có 43 quốc gia áp dụng thuế giá trị gia tăng, thì đến năm 2012 đã có trên 150 nước áp dụng sắc thuế này. Ví dụ, tại Trung Quốc, mức thuế suất thuế giá trị gia tăng phổ thông là 17%, mức thuế suất thấp là 13%. Tại Nga, mức thuế suất thấp là 10%, mức thuế suất phổ thông là 18%. Tại Anh, mức thuế suất thấp là 5%, mức thuế suất phổ thông là 20%. Tại Đức, mức thuế suất thấp là 7%, mức thuế suất phổ thông là 19%. Bên cạnh đó, mức thuế suất giá trị gia tăng của Việt Nam hiện nay còn khá thấp, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế. Do đó, Bộ Tài chính đang cân nhắc phương án nâng thuế VAT từ 10% lên 12% kể từ năm 2019. Thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước ngọt là cần thiết và đã được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng nhiều năm qua. Trên thực tế, để hạn chế việc tiêu thụ đồ uống có đường gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng, nhiều quốc gia trên thế giới thực hiện thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước ngọt như Pháp thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước giải khát không cồn, trừ siro, nước ép trái cây, nước ép rau, nước trái cây với mức thuế tuyệt đối 0,72 euro trên 1 lít. Tại Mỹ, có 23 bang thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước ngọt có ga và nước ngọt khác với mức thuế suất từ 1% đến 8%. Trong khu vực ASEAN, Thái Lan quy định nước ngọt có ga không cồn chịu mức thuế suất 25% hoặc 0,024 đô la Mỹ trên một chai 440cc. Nước ngọt có ga ở mức 20% hoặc 0,011 đô la Mỹ trên một chai 440cc. Lào thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước ngọt có ga không cồn với mức thuế suất 5% và nước tăng lực với mức thuế suất 10%. Campuchia thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước ngọt 10%. Đến đây thì chương trình Tài chính thuế cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.